À mày hả? Ừ. Trời nãy nó thọt nguyên cái nằm dưới đó. Đó mẹ hư con Kiều á. Đi mà. Không xịt nước vào là nó bay cái cho đi. Dạ đúng rồi, nó dính vô anh Trường. Trời, em mà không xịt nước là bây giờ không còn cái gì ăn. Em xịt 10 lần chứ phải 1 lần. Rồi ăn cái toàn nước không ạ? À, lúc nãy không biết, em biết là kéo ra. Bây giờ là toàn cát không ạ? Ngu ha, lần sau không xịt vô cho mà xịt vô con trụ. Cháy à, bên nóng quá nó cháy à. Không phải, cái này bốc lửa lên à. Bốc lửa lên xong là mình có không có người á. Bỏ hết rồi hả? Lấy nước xịt lửa nhưng mà cái trò này nó bốc lên. Giờ bác nào làm thì nhờ vô làm, còn nó mà đứng thì cho xịt lửa. Cán bộ ngủ mấy cái. Thôi bây giờ tạm thời mình ăn ở trong con kinh này. Cái này nó không có bị rớt không? Cái chim không bị rớt thì nó rớt đầu hơn. Đúng rồi, nó rớt cái này nó không sao. Nó không có bị rớt hơn. Đây, bà vừa ra tới nhìn một chút thì tươi nè. Còn nóng thì tươi nhé. Còn nóng bánh nóng. Ngồi chơi nha. Để ghế này có lý nha. Bây giờ khoảng bao lâu thì mình có thể mình ăn được? Đấu đọc kinh rồi mà. Chụp từ đây ủa bỏ hả? Hả? Hết rồi, đằng xuống lột những cái miếng đi là hết rồi. Thì chưa thử ăn cát không sao ăn. Coi vậy là con chó nhưng mình nó có phước à. Nhà có nuôi chó. À mày hả? Mày sao có chỗ dùng rồi. Sao cắt bỏ vậy? Thì cứ để nó đi rồi. Ờ mà hồi nãy em ăn thử một miếng nó kia. Này, cái than này á khi mà xịt nước nó bay lên. Nó hốt hết vào đây rồi. Hồi nãy nó cháy như vậy nè, mà nó cháy nguyên một cái bung lên vậy luôn là chị tưởng nó nóng cầm mà nó lại. Cho nó lên đúng không? Bây giờ ăn vào trong miệng một ăn cát. Ăn cát ơi. Mấy con cát. Rồi bây giờ xếp cái này ra đi. Việt thiết kế giùm này đi. Vịt. Bây giờ chia ra đi. Chia lại từng đơn giản. Không có đơn giản đâu. Kỳ hai kìa. Đâu có đâu này. Nhưng mà bên này thì có cái phùng đẹp đấy. Giải quyết như bên Việt Nam thì khó không? Bên Việt Nam thì Uống nước trong cái phần này ngay cả trong Úc nếu là khác nhau giải quyết được mỗi địa phận nó có toán thôi, nhưng với trường hợp này là tại vì mình phỏng vấn bên Việt Nam là tại vì á là người đó bây giờ bên này rồi, ok, thì họ mới xin mới kêu hôn, thì bây giờ cái người bên kia bên đang xuống Việt Nam thì mình phỏng vấn bên đó. Bây giờ chưa có gì ăn nữa. Chờ chút xíu. Thì bây giờ nó chỉ có một ít heo quay, vịt quay nha. Đã đi mình đi order pizza rồi nha. Không nên cho quá trời, nó biến gì quá cho nó lấy sạch. Dạ. Tại vì làm gì còn bữa pizza làm gì con trường này đâu có ăn gì được đó. Ok đó.
không phải là kêu cho kêu hôn là mình cho đi vị phải. Vấn đề nó là cái khác. Mình phân biệt giữa hôn phối hành sự và bí tích. Bí tích hôn phối. Ok. Bí tích hôn phối thì nó phải hội đủ các cái điều kiện mới thành bí tích. Ok. Thứ một. Chuyện đặc biệt ấy qua bàn này luôn nữa hả? Chia ra bàn này. Thì đó thì hai người đã đồng ý rồi. Nên họ không có xét xem là cái chuyện là sau khi ở với nhau xong rồi chụp cặp ấy nọ kia. Họ chỉ xét là khi mà mình quyết định, mình khi mà mình tuyên hứa cái lời tuyên hứa đó, thì mình có bị áp được không? Nên khi mà người ta điều tra, người ta hỏi kỹ lắm. Người ta hỏi rất là kỹ. Nên cái tiếng Anh ở trong tức là new, tức là không có. Bí tích không thành sự, bí tích không có thì người đó được quyền làm bất cứ cái giải. Không phải là giải, tức là bí tích không thành cho mình. Nó kêu hôn, tức là bí tích không thành, gọi là kêu hôn. Ok. Ok, còn chữ gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người khi mà đã thành bí tích rồi thì không thể nói gì khác. Cả Đức Giáo Hoàng cũng vậy. Khi mình quyết định người quen nhau nhưng mà nhiều khi quen nhau mà chẳng hạn không biết được cái người bên kia, không biết được người bên kia sao người Việt hay vậy lắm, không có tìm hiểu. Ok. Xin chào con và thánh thần Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho cuộc họp mặt hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho những của ăn mà chúng con sắp đánh nhận do lòng nhân từ Chúa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chào và con và thánh thần Amen. Chia. Tất cả quý anh chị em biết là cái sự cố của con Kiều nó xảy ra như thế nào rồi vậy? Thì bây giờ chị thủ quỹ đã đi order pizza. Nhưng mà pizza hôm nay nó bị nhiều đồ ăn quá rồi. Thế còn pizza ăn gì nữa? Dạ cha, tụi con là bây giờ chơi sang lắm. Thì thôi thì chúng ta có như thế nào là chúng ta tạm thời vậy trước đi ha. Ok. Nhiều quá. Ủa mẹ là cái đấy rồi con Trang nó không lấy ly à, có ly không? Ok, chở cho cái ly nhỏ xíu thôi. Cái này uống đi.
đúng. Không uống rượu đỏ cái đó. Không, khởi đông, khởi đông, khởi đông. Ok, chơi. Khởi đông xe. Cái này con khởi đông lên cái khởi đông mạnh quá, nó chạy. Rồi bây giờ có cái gì ăn tạm đi nha. Đi đi vào trong kia bớt ngồi rồi. Không sao đâu, là mình có sẵn. Không, đồ này không. Mình nghĩ chắc cũng còn ăn được mỡ. Đây anh đi, rượu này. 9 giờ. Đâu có gì đâu, 9. Cái đó là cái mà làm trong cái đùi đó. Dạ, đỡ bởi vì chặt thịt là phải chặt cái này á, đắng dữ lắm à. Dạ. Rồi mình phải chuẩn bị cái nghề của mình là từ xưa tới giờ. Hà Ly. Em ơi. Ờ vô cái đi. Ờ cho nó sung cái coi bắt tên vô. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. À, chưa đâu rồi? À, khui chưa? Đây. Hello. Xót luôn đi, cái đầu tiên nó ấm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ăn cái gì vô đi đây. Đưa. À. Được rồi, ngồi xuống. Ông mà làm ly ấm liền ha. Ly nó ấm ấy. Lành lành. Làm ly cái khai trong bên đầu luôn nè. Rồi, bây giờ phải ăn nha. Ê, có chừng cái lưng nhá, để mình kéo cái này, đẩy cái này đi quên. Cho nó vào trong này đi Ngọc, đẩy nó vào trong này luôn, lấy chỗ đó. Rồi, thank you Ngọc. Đó, để lấy chỗ đi. Tuyệt vời. Em ơi, ngồi với chị Ngọc nè. Ăn nhiều vô, không có thịt đâu, ăn rau nhiều vô. Đây, em ăn
À, Đức ơi, dĩ anh Đức ơi, dĩ anh Đức có gì đây? Dĩ anh Đức gì bèo quá vậy? Ngon. Đây là ly nè. Đây là làm sớm đưa ra khoảng xuống, là 200 đồng thôi. Đâu anh, trời ơi, chưa có miếng nào nhé. À, đây này ghế này, ngồi đi. Chào anh, chị Trường quá. Chờ anh chút. Đi vòng vòng đứng ăn rất nhiều. Đâu rồi tới tới tôi chưa? Ôi mấy cái ly mình đâu rồi? Đây đang uống rượu anh Mỹ. Chờ ấy đi xíu mình quay lại. Đây người ta chỉ xét em là Tuyền ơi, cho mấy bà mẹ cho nó sung sung lên. Ừ. Khi mà nó thành bí tích. Rồi, nó không thành bí tích chứ. Nếu anh nó đi vô thì đi đâu? Rồi, vô. Rồi, vô. Rồi, vô. Rồi, vô. Rồi, vô. Rồi, vô. Đưa mình quay phim rồi đó. Cứ uống rồi để chị ho. Còn rượu này là bao nhiêu ho đi. Ok rồi, mấy đứa mình không? Rồi, mỗi anh em cái ha. Anh cái tôi cái, chưa có ăn đó. Không, mày nói là mày mời Mỹ làm gì? Mời là mày uống với Mỹ. Mỗi người mời Mỹ một ly, ha. Đúng không? Mỗi người một ly. Dạ, mỗi người mời Mỹ một ly. Cái này là Mỹ là gọi là làm. À, Mỹ mà không chơi thôi, chơi là chơi sai phải luôn. Hải Minh kìa, Mỹ mà. Rồi bây giờ cái này là uống với anh Bình không? Đi cái kép Thiền Tân không? Chùa ơi. Vô. Thôi thôi, để cho người ta uống đi. Cào bàn ba cái á. Thôi, anh Bình. Không phải thằng Tân nó sợ hết rượu. Okay. Hết rồi. Uống từ từ. Con rượu đỏ. Thôi, mấy anh hay sao mà có mỗi chai cho đó. Không còn nhiều, không phải mỗi chai còn nhiều. Từ từ đi, anh Minh từ có cua rỉ. Rượu với bia là không có cua rỉ. À, cái này là thằng nó mời. Anh Bình, cái thứ hai nha. Chiêu nè, chiêu, chiêu, chiêu. Có gì đó ra đi, để ngay đó luôn đi. Ok, cái này là ly của Mỹ nha, để đây. Để tí trở lại nha.
khu vực nào dưới vậy cho cái trái đi. Ủa sao có cái món này mày không share cho mọi người ăn nữa ta? Có rồi. Có không? Không. Nhớ gặp ba nữa. Uống với đứng ăn đó là bệnh đó. Đây là dế của mình, đây là chị. Thank you chị. Cứ nghe mình như vậy đi. Mình ngồi ăn đi, mình ngồi cầm máy hoài vậy. Anh đi, cậu anh đi. Đứng cầm máy hoài vậy. Mình đang đi phục vụ. Trong cái gì ở bên đây. Tao đố ông Chiến coi anh Phùng lại được á. Cauliflower bỏ vô trong lò á với cả sốt trắng thì quay vừa lên mà mát cô thấy còn ăn đúng ổn lại nó chạy thì đâu á. Cái gì đó, cái này gì đó. Chả lấy chua này, cả lấy hương quái này. Dạ. Các chưa có dụng lúa mà, chưa ăn mà. Sao mày nói tái mà? Đúng là đạo bạc này. Được không? Thôi nói này ăn gì? Ai không ai cầm cái gắp gì đó. Ai mà muốn ăn thì ra đây cắt nó ngoài. Mai có nó ăn thôi. Mình nhớ về phe đi thôi. Mình nhớ về phe. Trời ơi, lũ ông nghe lũ nói.